Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp Thanh Hóa nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe địa hình Merida Duke 300 được trang bị bộ chuyển động Atut. Xe còn rất là mới đẹp. Vừa mới về sáng ngày hôm nay. Bây giờ sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe cho các bác xem. Khung của chiếc xe là khung nhôm, lớp sơn nguyên bản. Như các bác thấy ở trên hình thì chiếc xe này còn rất là mới, như là không có một vết xước nào đáng kể. Xích lip gần như là mới tinh. Bộ đề Atut đời cao. Trang bị phanh dầu Shimano. Bánh 27,5 inch. Đồ nhập về nguyên chiếc. Chiếc xe để rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề này, các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe từ tâm cực đạp đến khóa cọc yên là 46 cm. 44 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 56 cm. Chiếc xe sẽ buộc cho các bác từ khoảng 1m 63-64, nếu mà 73-74 đi là được. Nó bị 8 tầng lít, 3 tầng đĩa, 24 tốc độ. Chiếc xe này đang bán bên em với mức giá là 7,5 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác cũng hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với ấn nút chuông để theo dõi những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.